Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình Lớp Vawai. Thì tiếp tục series ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cái event đổi pack của mùa Nos 22 có Son Heung-min đạt danh hiệu vua phá lưới EPL. Trước khi đến với sự kiện lớn thứ hai trong năm, đó chính là sự kiện Team of the Season, thì chúng ta sẽ khám phá cái pack này. Cái pack này thì cũng đã rất nhiều anh em mở rồi, và cái điều kiện tối kiên quyết của nó là anh em phải có Son Heung-min mùa Nos 114 free. Hiện tại thì game vẫn cho nhận Son Heung-min Nos 114 free, nên anh em có thể lập các ác clone để nhận Son, cùng với đó là cày tiền chơi cái pack này. Ngày hôm nay mình sẽ chơi cái pack này cho anh em xem, để anh em cân nhắc xem là có nên chơi hay không nha. Nhìn dàn cầu thủ này thì anh em đã biết đến độ chất lượng của nó như thế nào rồi. Có cả Ginola cộng 7, cùng với đó là Jan Stam cộng 7, cùng với đó là dàn Icon mùa Totti. Icon ra cùng với Totti, TP trắng thì có 1 tỷ TP, rồi thì 700 triệu, 500 triệu và 250 triệu. Ông nào mà dính phải cái 250 triệu là chắc chắn sẽ lỗ, còn lại 500 triệu thì mình nghĩ rằng là hòa vốn. Trên mức đó thì anh em mới có thể nghĩ đến lãi được. Đấy, phần quà thì nó rất là ok thôi. Cái này là nói thật là tùy vào đen đỏ thôi. Tựa game này mình đã nói rất nhiều lần rồi, mở pack nó quy định rất là nhiều, cày chay hay là không cày chay nó cũng là một phần là may mắn. Các bạn nạp nhiều tiền nhưng mà các bạn không may thì cũng chẳng bằng người ta không nạp. Nhưng mà một phát người ta, như hôm trước ông nào ông mở, tôi thấy hai ông mở được mùa Totti cộng 7, 88 tỷ một con, quá là khủng khiếp luôn. Đây, về điều kiện đổi thì nó sẽ bắt anh em có một cầu thủ mùa Nos OVR từ 114 đến 116. Ngoài ra thì thêm một cầu thủ mùa Nos nữa OVR từ 113 đến 116. Thì cái điều kiện bên trên là anh em có Son Heung-min free anh em nhét vào là được rồi. Còn điều kiện bên dưới thì chắc chắn là anh em phải mua một cầu thủ mùa Nos OVR 113. Giá thị trường rơi vào khoảng tầm 400 triệu TP rồi anh em ạ. Thế mới lạ, trên giá thị trường rơi khoảng tầm 400 triệu rồi. Nhưng mình đã nói là nếu anh em mở ra 250 triệu là anh em sẽ lỗ. Đấy, còn mở ra 500 triệu thì sẽ là hòa vốn. Mở ra cầu thủ thì mình nghĩ là thường thì nó sẽ lãi thôi. Vì cái mức thẻ của nó là cộng 5, trừ mở ra mấy cái ông hero cùi ấy thì sẽ lỗ, còn lại thì tương đối ngon, mình thấy đánh giá là ngon. Còn thì vào cái phần đổi đâu thì anh em nhìn nhé, phần đổi nó ở bên phải của thị trường chuyển nhượng, gọi là chợ đấy. Anh em vào cột thứ ba nó sẽ có hình Nos 22, ấn vào nó sẽ ra cái phần đổi như thế này. Phần đổi điều kiện thì mình cũng đã nói rồi, và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào từng điều kiện một. Điều kiện đầu tiên sẽ là mua cầu thủ mua Nos OR 113 vào thị trường chuyển nhượng để tìm. Anh em thể nhìn thấy ngay khi đập vào thị trường chuyển nhượng thì sẽ có ba cầu thủ. Một là Son Campbell. Son Campbell hiện tại giá rất rẻ, mà mình cũng khuyến nghị anh em là nên mua Son Campbell mùa flatback. Sắp tới thì có mùa Tos 22 ra, nhưng mà còn lâu anh em mới tiếp cận được OVR 116. Mình nói thật luôn ý, cứ mua Son Campbell 115 mà đá còn lâu, còn đá được nhì dài chứ không thể mất phong độ nhanh được. Son Campbell mình thấy là một trong những CP rất là ngon, ngon bổ rẻ. Đây là Son Heung-min mùa Nos giá 3 tỷ 2. Đây các cầu thủ OVR 113 có Emerson Royal. Đây, giá rơi khoảng 425 triệu cho giá mắc và 384 triệu cho giá min. Thì anh em có thể đặt giá min là có thể mua được rồi. Còn sang bên này, cầu thủ này thì mình không biết tên là gì. Không biết tên là gì thật luôn anh em ạ. Mình quen lắm nhưng mà không biết. Đây chính là mình sẽ đặt Emerson với giá khoảng 395 triệu. Mình có 395 triệu thì mình sẽ đặt 395 triệu. Nhưng mà nhìn cái nước dưa này thì 384 triệu mua vẫn hoàn toàn là ok. Sẽ có người bán cho anh em thôi, không vấn đề gì cả. Sau khi đặt Emerson Royal thì mình sẽ vào thay Son Heung-min ra. Và cũng có một cái điều thắc mắc rất nhiều anh em thắc mắc, không chỉ trong cái event này, là tại sao em không đặt được Son Heung-min vào mà còn nhiều event khác, đó là em không bán được cầu thủ khi mà nó đã đưa ra khỏi thị trường chuyển nhượng, đưa ra khỏi đội hình chính. Thì đây là đội hình chính của mình nha. Mình sẽ thay Son Heung-min ra thì sẽ bán được hoặc là sẽ chơi được event. Ngoài ra thì anh em cần để ý một điều nữa là ngoài cái đội hình chính này ra thì đội hình của anh, đây mình sẽ thay Messi vào trước, thay Neymar vào trước đi. Đấy, hoàn thành bước 1 là thay Neymar cho Son Heung-min, đẩy Son Heung-min ra khỏi đội hình chính nha. Chúng ta sẽ đi tiếp tục các bước tiếp theo. Đây anh em nhìn nhé, ngoài đội hình chính ra nó còn một cái đội hình khác, một cái đội hình nữa. Nhiều anh em sẽ không biết cái đội hình này, anh em chú ý cái khoảng này cho mình này, vì anh em thắc mắc cái câu này rất nhiều. Đây này, anh em nhìn mình ấn này. Đấy, mình ấn này, ngoài đội hình chính ra nó còn một cái đội hình phụ nữa, và anh em phải vào cái đội hình phụ đấy xem là Son Heung-min hoặc là cầu thủ anh em muốn bán nó còn ở trong đội hình đấy không. Nếu mà nó còn ở trong đội hình phụ này thì anh em phải thay ra. Ví dụ như trường hợp của mình, Son Heung-min nó không ở trong đội hình phụ này thì mình không cần phải thay nữa. Còn nếu mà vị trí của Son Heung-min kia ở cái chỗ Jack Relish thì lại phải thay. Đấy, anh em chú ý nha. Chú ý cho mình là có hai đội hình anh em muốn bán hay là muốn chơi even ấy.
thì anh em phải thay cầu thủ ở cả hai đội hình thì mới có thể chơi được. Còn nếu anh em chỉ thay ở một đội hình chính mà nó vẫn còn ở đội hình phụ thì vào chợ anh em vẫn không bán được, và vào even anh em cũng không chơi được. Và chúng ta sẽ bắt đầu cái cuộc chơi ngay sau đây thôi. Mình sẽ nhét Son Heung-min và Emerson Royal vào even này để xem là Son Heung-min mùa nốt. Đây rồi, Son Heung-min đây rồi và Emerson Royal đây rồi. Chúng ta sẽ làm những cái bí thuật, sẽ làm những cái gọi là phép thuật xem là ngày hôm nay chúng ta có đỏ hay không. Mình sẽ nhấp đi nhấp lại rơi. Chỉ xin Jamstam, chỉ xin Ronaldo béo, chỉ xin Patrick Vieira cộng 5 thôi, không cần cộng 7. Chỉ xin cộng 5 thôi. Chỉ xin cộng 5 thôi, không cần cộng 7 nha anh em, mình không hề tham lam. Mình sẽ không xin cộng 7, mình chỉ xin cộng 5 thôi. Cộng 5 cho Ronaldo béo là quá đủ rồi. Quá đủ. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi mở pack nào. Liệu có đường hầm hay không? Mạng, tình trạng mạng giờ này mình thấy lại bắt đầu lag. Có lẽ lại là do đứt cáp quang, do vấn đề gì đó hay sao? Thôi lag. Ui xài ơi, không có đường hầm rồi, 500 triệu. Như vậy là mình đã hòa vốn rồi, anh em nên cân nhắc nha. Nên cân nhắc nha, với số vốn mình bỏ ra tầm 400 triệu TP trắng cộng với Son Heung-min một nốt, thì nếu anh em nào không chơi Son Heung-min một nốt thì coi như là lãi 100 triệu. Còn nếu anh em nào mà chơi Son Heung-min một nốt ấy, một cầu thủ chính trong đội hình ấy, thì coi như là lỗ. Còn đối với mình thì mình nghĩ là hòa tiền thôi. Có lẽ là video của mình sẽ kết thúc đây. Nếu anh em thấy video của mình hay cho mình xin like và subscribe ủng hộ kênh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em những video lần sau.